cái gì nhỉ? Hôm nay tại vì xem mọi người bình luận là nhiều ở kênh YouTube đấy, thế là mọi người bảo là khoe nhà đi đấy, thế là review nhà đi, thế nên hôm nay mà để xuống đây để review nhà mà để cái rồi nhá, hoành tráng quá đây. Quên, mà để cao này đi câu mọi người ạ, không biết bao giờ về. Này làm sao review được? Thì sẽ mấy chó, nếu này cao một mấy chó. Đói sơn, chuyên gia không thể quá cổng này. Review luôn khu bếp nhà mà để cao mọi người nha. Tủ với các cái loại này, trên này mình không với được, mình không biết là cái gì. Đây là lò vi sóng này, lò nướng này, bếp nấu này, cái này là cái bật điện này, ui cả chặt bát trên cao này, chẳng với được nguồn. Đây là bàn rửa nước nha. Đây là cái tủ lạnh siêu khủng của mấy cái. Ui trời, ai à, gì đấy? Chưa. Chín giây. Đó rồi. Ô. To. Chân dài, chân dài, chân dài. Lần nào xuống nhà mấy cá về thích một quả.
xuống nữa, kinh khủng luôn. Mày à bưởi, mày à bưởi, mày. Xem mà một dàn chó trong như mình ấy. Đố các bạn biết bao nhiêu con? Quá nhiều luôn. Bao nhiêu thấy nhiều chưa? Đây nhá. 1 2 3 4 con. 5 con 6 7 8 con. Đây là một con chó đực rồi. Nó chạy nó tự đi sang cho mọi người. Còn đây ngoài này nữa này. Đây rồi, đây là một dàn à. To to rồi. Nhà mau đợi về à? Phòng thủ. Không các anh à, chó tặc. Chó tặc. Đi trộm chó nhà mình nghịch. Ngày trước 4 con mất 3 con. Chuyên gia bị mấy anh trộm chó phải thăm rồi. Đây với cả 4 em mini nữa mới để nha. Con này sao to lắm, đàn em của con này nè. Là bao nhiêu con này nhỉ? 9, 8 con này. 15 con là 13 con này. 13 con với cả với cả 4 con này là 18 con này. Nhiều chưa, nhiều chưa? Mấy anh ấy đặt cọc cho đấy nhá. Nhưng mà về tầm lúc nào mà đệ ngủ say ấy, không mà đệ cứ ngồi gác chó ấy, không mấy anh không bắt được đâu. Bọn to này từ bỏ ý định đi. Bọn to này thì nhớ rồi không ra được đâu. Nhưng mà đừng bắt cháu mẹ nha bà đệ nha. Bà đệ và mấy đứa cháu mẹ đi để tha cháu mẹ đi. Bà đệ đây. Bà... Anh cháu. Dạ. Yeah. Cháu. Bà đệ. Bà đệ lại con cháu em cho nữa. Thảo thế. Nó phần mà. Thế làm tao nghi đấy. Này tốt bụng đấy. Chú gì rồi? Ủa ngon hết. Ngon à? Ngon. Ở đâu ra đấy? Hả? Cái gì đấy? Ui. À, chết lộ, chết lộ. Em chết lộ. Lần em chết. Lần chết nhưng mà cắt chết được rồi. Chết cắt được tiết. Nó ngóng ngải được gì? Sao mà chết? Là mô lông móng. Là mô lông móng, mày đem cho tao cái móng này. Trên đầu với mày không? Hả? Trên đầu với mày không? Là mô lông móng mày cho tao trên đỏ. Hả? Đùa đấy, đây là chân chân trương đùi nó đấy. Ngon lắm à? Đang nói đi từ sáng giờ vừa về. Vừa về vợ còn chưa nấu cơm cho ăn. Tụ. Từ anh đi câu cá, thì con nào phù mắt không? Câu đâu, xuống đấy có câu đó. Ôi, em mà không được ấy. Bảo trước giờ được con nào bắt lên lưng em mà nướng mình. Trời. Chẳng thế. Xuống đấy có câu đó, dám ngồi xem thôi.
nhẹ hoài. Thế nó mắc cần đi làm gì? Mắc cần thì ngồi xem mình phải quan sát được xem cái hồ của hôm nay cá nó có ăn không. Có một món mà ngại mà. Món gì mà ngại, tao đi câu một món. Chả thế, ta sẽ cần đi trách cá. Cám về, cám đi nhưng mà lại không phí trách cá về. Thế cá mình biếu chủ hồ. Nói chung cá là... cá với ốc anh biếu chủ hồ à? Tùy hôm có không được, thế cái hôm tao được 4-5 con ấy không thấy ai bảo gì. Mày bảo điêu đi, mày bảo điêu đi. Ăn mày được một hôm. Đắm mày được một hôm. Đấy. Ui, trời ơi, ngon lắm. Ngon. Thôi thôi, một lợn, thôi thôi. Chứ lợn chết thì chả hôi. Nó hôi nhưng mà nó chắc. Nó ngon. Ăn đi. Sao nó tím hết chân này? Tím cái gì? Đấy là lợn nhiễm, là lợn là lai nhỉ? Lai lợn rừng của Italia. Này, mới buộc chân xong rồi đặng tiết này. Đấy, thì co lại để cắt tiết đây. Buộc chân này nó bị đặng ấy. Ngon không? Từ từ lau tay đó. Của anh ấy nhất cho trong nhà. Của nhà. Trên nhà tiện mới dùng nhỉ. Lúc nào phải đắt? Ừ, áo chẳng hạn chưa vàng rồi. À rồi, ngon mà tốt. Ngon lắm, được, tặng được. Sổ, ngon không? Mới ngon à? Không, em ăn chá này mà mới bát. Ăn no. Chúng mày rửa cho ăn chặt chó mới giờ nên cũng vẫn phải rửa xong nữa. Ừ. Cứ mày cứ ăn trước thì cái gì chẳng ăn thế. Chả ăn được, cháu em nấu cho chó toàn nhưng mà nó sạch. Cái gì? À, không phải, cái gì nhỉ? Cái gì nhỉ? Mời ăn trước thì tạm trả sữa, mời ăn được là tạm. Ây da, mời quá nhỉ? Em bảo em nấu sạch thì em còn nấu bẩn đâu. Nhưng mà tao... Thấy cái gì? Đây chỉ chứng lợn thì chứng gì? Ăn đi, ăn đi. Trách nhiệm đó. Nhưng mà cái này nó dài quá. Phải. Trên nhà ăn bẩn. Ăn đi, ăn đi ông. Tào lao, ăn đi. Tao nghi nghi chẳng nào hôm nay tốt thế. Tốt gì à? Không uống nước đâu. À, có lượng này. Sao mày lên chân là hiểu nào? Đang làm cái gì? Ai đâu mày lấy? Cả hai cái chân lợn tao được mỗi một khúc thế này. Hả? Thì em mới xong em nấu ấy. Tao mày biết để chiều tao để chiều nướng không? Còn đại khách không? Thì hai cái chân em mới nấu một cái là còn một cái tím dạ. Đưa đây. Tí dạ. Tí dạ. Tao nghỉ lắm mày. Ôi chết. Này mày biết hai chân này bao tiền không? Em để ở sân không biết. Cái chân đi điên, chân đặt điểu đi nấu cháo. Phải lọc ra nhá. Mày không biết điểm thử phải lọc ra nhá. Đấy, thái cái này ngon. Thái mỏng ngon. Nhưng mà không thể bằng bây giờ nhá, để nguyên cái chân đấy, lọc thịt ra, thịt với da nhá. Thái nhỏ xào xả ớt. Ui giời, này, chân gà đông cảo gọi một cụ. Điều. Thế mà người ta ngon, nhưng mà mình nấu mấy cái rồi. Nấu một cái. Một cái nữa đâu? Điều tao làm cho mà ăn. Tại cái điều sao không biết chó nó với được không ạ? Này, không phải đấy, tao nghĩ mày lại đem bán đi đâu, mày biết bao tiền. Mày lại đem bán phải không? Ấy giờ à? Giờ gì? Chả có mà ăn đi bán. Tao nghi nghi lắm, nhìn cái mặt mày. Tí nữa giả. Tí nữa không giả. Này, tao lên lấy không có. Tao bắt gà, gọi về thịt. Ok. Tao bắt hẳn con to nhất về thịt. Điên à? Nếu mà không thấy. Kiểu gì chả thấy. Nhớ. Nhưng mà biết là em không bán. Nhớ đâu cháu em công đi rồi đó. Công, tao không biết, cứ công là tao lấy gà thế thôi. Ngon không? Ăn tạm thấy chưa? Mày biết ăn cái chân. Ăn tạm mà cháu em ăn tạm một bầy rồi. Không, chén tôi rồi. Không, tao chẳng biết mày nấu. Mày cũng ăn rồi nên tao chẳng biết. Ăn tao còn miếng. Tao bây giờ cứ phải chơi bài ăn chắc. Mày này. Em nhẹ hết rồi. Mày ăn một miếng đó, nghe đó. Xin mình cũng một điêu. Ăn một miếng nhỏ. Mày ăn một miếng nhỏ thế.
mày mày đi ăn cướp, mày cướp có 500.000 với cướp 5 tỷ thì cái nào phải nhìn nhau? Chả ăn cướp. Cướp đi thôi. Thế mày ăn cướp ăn một miếng một đống thì cái nào nhỉ? Tao chả sợ. Ngu ấy là ngu. Cái này nhá, tao để đấy chảy ra một cái nấu sốt vang nhá, cái gân này nấu sốt vang. Thế giờ một nửa cái thì sẽ chặt ra xào xả ớt, thái ra xào xả ớt nhá, một nửa cái nữa thì nướng nguyên nhá. Ăn. Cái gì? Tại tả mà. Tả thì nói làm gì? Có được ăn được gì? Tao để trong kia mày cứ mò vào mà tao khóa cửa rồi mà mày đi đằng nào? Đây có cái chó. Mấy chó nào? Đi nhá. Em mà là thằng trộm mà thì em trộm hết cả nhà anh. Mấy chó nào? Cửa nào? Cửa đấy. Đâu? Chắc là mở cái xe. Ơ sao nó lại đào khóa mở thế này? Có cái xe khóa đâu mà chả mở. Như là nó khóa bên trong rồi. Có khỉ. Đấy, con đốm mày mở từ bên ngoài rồi đó. Hả? À, bên trong con đốm bên trong ngoài. Thì bây giờ em mới khóa. Hả? Lúc kia nó mở. Ui, bẩn đấy. Bẩn đi cứ. Đi, về lấy chân ra. Đi mà về. Mày ở đấy. Đi lên đây rồi ạ. Tao cứ lên đấy, tao cứ không thấy chân thì tao lấy cả. Lên vào xem, em chẳng nhìn em một lần. Con này cả đã hết rồi rồi, nhưng mà nó vẫn sạch rồi ạ. Bây giờ tí nước hoa đi cả lên á, nó thấy nồi chàng chó, ui rồi lúc đấy bắt đầu. Úi giời ơi, đã thôi rồi. Chuyện này thì chờ hoa đây này, đấy. Thôi. Clip của mình đến đây kết thúc nha. Bye bye tất cả các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip của mình hay hãy để lại cho mình một like, một share, một comment đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh các bạn nha. Và các bạn